Thưa quý khán giả, do nguồn cát khan hiếm và giá cát đang tăng cho nên hầu hết các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, hợp đồng xây dựng đã ký kết ngay từ đầu cho nên các chủ đầu tư không thể điều chỉnh theo giá thị trường, dẫn đến nhiều công trình thi công bị gián đoạn. Công trình xây dựng đường vành đai sân bay Cần Thơ kết nối với đường Lê Hồng Phong đến nút giao Võ Văn Kiệt có chiều dài trên 1,7 km. Kinh phí xây dựng trên 137 tỷ đồng. Do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Do vướng mặt bằng nên đã gần 5 năm xây dựng mà công trình chưa được 50% tiến độ. Ngoài nguyên nhân do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, còn do giá vật liệu xây dựng, nhất là nguồn cát đang tăng cao và khan hiếm. Hộ dân trên này còn khoảng 5-6 hộ chưa di dời nên cái mặt bằng nó vẫn cứ vướng từ mấy năm trước cho đến bây giờ luôn. Giá cát hiện nay thì nhà thầu đã bị trượt giá lên gấp gần như là 2 lần rồi. Nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn và cũng hy vọng là bên chủ đầu tư là sớm giải quyết mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công cái đường vành đai sân bay. Tương tự như vậy là các công trình xây dựng kè rạch Cái Sơn, tiến độ đã kéo dài nhiều năm mà giá cát từ sau Tết đến nay tăng cao, nhà thầu phải bù lỗ cho các gói thầu đã triển khai. Giá dự thầu của mình thì thấp, mà định mức của nhà nước giá công bố của xây dựng cũng rất là thấp, cái giá nó vượt rất là cao. Để thực hiện được các dự án thì nhà thầu cũng phải căng sức ra làm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai khoảng 30 công trình dự án xây dựng cầu đường giao thông, các khu tái định cư và kè chống sạt lở ven sông. Trong số này, có phần nửa được chuyển tiếp từ năm trước. Trước những khó khăn về cát xây dựng, một số đơn vị có sự chuẩn bị từ trước đã cố gắng duy trì tiến độ. Tuy nhiên, số trường hợp này không nhiều. Mặc dù thị trường nói chung và riêng về cát san lấp thì dù giá thành thực tế hiện giờ nó tăng cao, nhưng đơn vị chúng tôi vẫn phối hợp chủ đầu tư, vẫn cung cấp đầy đủ nguồn cát để hoàn thành sớm các công trình. Nguồn cát phục vụ cho việc xây dựng hầu hết lấy từ hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Do hiện nay đang tập trung cho hai dự án cao tốc đi qua các tỉnh miền Tây, nên lượng cát khan hiếm và biến động về giá. Trong khi đó, việc hỗ trợ điều chỉnh theo hình thức trợ giá mà nhà thầu kiến nghị vẫn chưa được xem xét giải quyết. Hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói. Do đó, thì các cái biến động giá vật tư vật liệu thì cũng sẽ không được xem xét trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Chúng tôi tập trung là tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng cũng như tạm ứng hợp đồng cho nhà thầu theo cái tỷ lệ để đảm bảo nhà thầu có cái nguồn kinh phí để trữ vật tư hoặc là ký các hợp đồng mua vật tư để phục vụ trực tiếp cho cái công trình. Trước những khó khăn về giá cát như hiện nay, cần có sự đồng hành của chủ đầu tư và nhà thầu để duy trì tiến độ xây dựng, đảm bảo công trình thi công không bị gián đoạn.